Luận Đại Trí Độ, quyển 82. Phẩm thứ 69, Đại phương tiện lớn, kinh. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phát tâm trong bao nhiêu lâu mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ấy đã cúng dường bao nhiêu đức Phật mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy đã cúng dường hàng xa đức Phật mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ấy đã gieo trồng thiện căn như thế nào mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm đến nay, Bồ Tát ấy đã gieo trồng thiện căn nơi đàn Ba La Mật, nơi Thi La Ba La Mật, nơi Sàn Đè Ba La Mật, nơi Tỷ Lê Gia Ba La Mật, nơi Thiền Ba La Mật, nơi Bát Nhã Ba La Mật, mới thành tựu đầy đủ các lực phương tiện như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu được các lực phương tiện như vậy là rất ít có. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu được các lực phương tiện như vậy thật là rất ít có. Này Tu Bồ Đề, ví như mặt trời mặt trăng chiếu ánh sáng khắp bốn châu thiên hạ, đem lại nhiều sự lợi ích cho chúng sanh. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, soi chiếu năm Ba La Mật kiếp, đem lại nhiều sự lợi ích cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, ví như vị chuyển luân thánh vương có luân bảo mới được gọi là chuyển luân thánh vương, cũng như vậy, nếu ly Bát Nhã Ba La Mật thì năm Ba La Mật kia chẳng được gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, ví như người phụ nữ chẳng có chồng rất dễ bị xâm phạm, cũng như vậy, nếu ly Bát Nhã Ba La Mật thì năm Ba La Mật kia rất dễ bị các thiên ma phá hoại. Ví như người phụ nữ có chồng rất khó bị xâm phạm, cũng như vậy, năm Ba La Mật kia nếu được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì thì thiên ma chẳng có thể phá hoại được. Này Tu Bồ Đề, ví như một nước có binh hùng tướng mạnh, có vũ khí đầy đủ thì các nước láng giềng cường địch chẳng dám xâm lăng, cũng như vậy, nếu năm Ba La Mật kia chọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật thì các thiên ma, các kẻ tăng thượng mạn chẳng sao có thể phá hoại được. Này Tu Bồ Đề, ví như các tiểu vương thường chầu hầu vị chuyển luân thánh vương, cũng như vậy, năm Ba La Mật kia đều tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, ví như nước từ các dòng sông đều chảy dồn vào biển lớn, cũng như vậy, năm Ba La Mật kia được Bát Nhã Ba La Mật thủ hộ, đều đến được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, ví như người làm việc bằng tay phải được thuận lợi hơn người làm việc bằng tay trái, cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật có lực phương tiện thủ thắng hơn các Ba La Mật kia. Này Tu Bồ Đề, ví như nước từ nhiều dòng sông khi đã vào biển lớn rồi đều chỉ còn một vị, cũng như vậy, năm Ba La Mật kia được Bát Nhã Ba La Mật đưa đến nhất thiết chủng trí rồi thì cùng với Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn sai khác. Này Tu Bồ Đề, ví như vị chuyển luân thánh vương ngự trên luân bảo dẫn đạo bốn binh chủng, cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật dẫn năm đạo Ba La Mật kia đến nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo mà chẳng phân biệt có các Ba La Mật kia tùy tùng theo. Vì sao? Vì tánh của Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có chỗ năng tác, tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật là không, là như huyễn. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tự tánh không thì làm sao Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật mà có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành sáu pháp Ba La Mật, Bồ Tát tự nghĩ rằng tâm thế gian điên đảo, nếu ta chẳng hành sáu pháp Ba La Mật thì ta chẳng có thể độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử, ta phải vì chúng sanh mà hành sáu pháp Ba La Mật. Bồ Tát vì chúng sanh xả hết thảy các nội ngoại vật sở hữu, khi hành xả, Bồ Tát tự nghĩ rằng hết thảy các vật đều tán hoại nên ta chẳng có gì mà xả vậy. Suy nghĩ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ trì giới Ba La Mật. Bồ Tát vì chúng sanh chọn chẳng phá giới, tự nghĩ rằng ta vì chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm, ta chẳng nên phá giới, chẳng nên sát sanh, chẳng nên tà kiến, chẳng nên tham trước nhị thừa địa. Suy nghĩ như vậy
nên Bồ Tát được đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọng chẳng sanh tâm sân hận, dù chỉ trong một niệm tự nghĩ rằng ta vì lợi ích chúng sanh mà phát vô thượng bồ đề tâm, vì sao ta lại sân hận? Suy nghĩ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm giải đãi, do tinh tấn như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm tán loạn, do nhiếp tâm như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ thiền ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng bồ đề trọn chẳng ly tu trí huệ. Vì sao? Vì nếu chẳng tu trí huệ thì chẳng có thể độ thoát chúng sanh. Do tu trí huệ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các ba la mật đều chẳng có tướng sai khác nhau thì như vậy vì sao nói trong sáu ba la mật bát nhã ba la mật là vi diệu, là tối thượng đệ nhất? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, các ba la mật tuy chẳng có tướng sai khác, nhưng nếu chẳng có bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia chẳng thể được gọi là ba la mật. Này tu bồ đề, ví như các loài chim có sắc lông sai khác nhau, nhưng khi vào đến bên núi Tu Di thì đều trở thành đồng một màu sắc với nhau. Cũng như vậy, năm ba la mật kia được bát nhã ba la mật dẫn đạo đều đến được nhất thiết chủng trí. Khi đến nhất thiết chủng trí rồi thì cả sáu ba la mật từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật đều đồng như nhau, chẳng có sai khác, chẳng có phân biệt. Vì sao? Vì các ba la mật đều chẳng có tự tánh nên là chẳng có sai biệt. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu y theo thật nghĩa là chẳng có phân biệt. Như vậy vì sao so với năm ba la mật kia bát nhã ba la mật là vi diệu tối thượng? Phật dạy, này tu bồ đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Dù y theo thật nghĩa là chẳng có phân biệt, nhưng y theo thế tục nên nói ra sáu pháp ba la mật, đó là vì muốn độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử, mà thật ra chúng sanh là chẳng sanh chẳng khỏi. Này tu bồ đề, vì chúng sanh là vô sở hữu nên hết thảy pháp cũng là vô sở hữu. Bởi nhân duyên vậy nên bát nhã ba la mật so với năm ba la mật kia là vi diệu tối thượng. Này tu bồ đề, ví như trong cõi Diêm Phù Đà thì trong hàng phụ nữ, ngọc nữ là tối diệu tối thượng. Cũng như vậy trong tất cả sáu ba la mật thì bát nhã ba la mật là tối diệu tối thượng. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, do ý gì mà Phật nói bát nhã ba la mật là tối diệu tối thượng? Phật dạy, này tu bồ đề, vì bát nhã ba la mật nhiếp hết thảy các thiện pháp đưa đến nhất thiết chủng trí, chú trong đó mà chẳng chú vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật có pháp có thể thủ khả thủ, có thể xả khả xả chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Này tu bồ đề, bát nhã ba la mật chẳng có pháp có thể thủ có thể xả. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng thủ bất thủ, chẳng xả bất xả. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật ở nơi những pháp nào chẳng thù chẳng xả? Phật dạy, này tu bồ đề, bát nhã ba la mật ở nơi sắc chẳng thù chẳng xả, dẫn đến ở nơi vô thượng bồ đề chẳng thù chẳng xả. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là bát nhã ba la mật chẳng thù sắc dẫn đến chẳng thù vô thượng bồ đề? Phật dạy, này tu bồ đề, Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề, gọi là Bồ Tát chẳng thủ sắc dẫn đến chẳng thủ vô thượng bồ đề. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hữu chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề thì làm sao tăng trưởng được thiện căn, làm sao được đầy đủ các ba la mật, làm sao được vô thượng bồ đề? Phật dạy, này tu bồ đề, Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề là tăng trưởng thiện căn. Do tăng trưởng thiện căn nên được đầy đủ các pháp ba la mật, do đầy đủ các pháp ba la mật nên được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề thì lúc đó mới chính là được vô thượng bồ đề. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao ngay lúc chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề là liền được vô thượng bồ đề? Phật dạy, này tu bồ đề, vì có niệm là còn chấp ba cõi, chẳng niệm là chẳng có chỗ chấp trước. Vậy nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng nên có chỗ chấp trước,
Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hành bát nhã ba la mật như vậy thì Bồ Tát an trú ở chỗ nào? Phật dạy: Này Túc Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy là chẳng trú sắc dẫn đến chẳng trú nhất thiết chủng trí. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát chẳng trú sắc dẫn đến chẳng trú nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Túc Bồ Đề, do chẳng chấp trước nên chẳng trú. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp để chấp khả chấp, có pháp để trú khả trú. Vậy nên Bồ Tát ở nơi các pháp chẳng có chấp, chẳng có trú mà hành bát nhã ba la mật vậy. Này Túc Bồ Đề, nếu Bồ Tát giới niệm hành như vậy, tu như vậy là hành bát nhã ba la mật. Nay ta hành bát nhã ba la mật như vậy, ta tu bát nhã ba la mật như vậy, thì đó là có chấp tướng, nên là xa lìa bát nhã ba la mật. Nếu xa lìa bát nhã ba la mật thì xa lìa năm ba la mật kia, dẫn đến xa lìa nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là chẳng có chỗ chấp, là tự tánh không. Nếu Bồ Tát chấp tướng như vậy thì ở nơi bát nhã ba la mật đã thối chuyển. Nếu thối chuyển nơi bát nhã ba la mật thì cũng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, nên chẳng được thọ ký. Nếu Bồ Tát giới niệm trú trong bát nhã ba la mật có thể sanh năm ba la mật kia, dẫn đến có thể sanh đại bi, thì như vậy là đánh mất bát nhã ba la mật. Do đánh mất bát nhã ba la mật nên chẳng thể sanh năm ba la mật kia, dẫn đến chẳng thể sanh đại bi vậy. Nếu Bồ Tát giới niệm chư Phật biết các pháp mà chẳng thọ chẳng tưởng, nên được vô thượng Bồ Đề, rồi diễn nói khai thị giáo hóa như vậy, thì cũng là đánh mất bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì ở nơi các pháp chư Phật chẳng có chỗ biết vô sở chi, chẳng có chỗ được vô sở đắc, chẳng có chỗ thuyết vô sở thuyết, huống nữa là có chỗ được hữu sở đắc, chẳng thể nào như vậy được. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật như thế nào để chẳng phạm các lỗi lầm như vậy? Phật dạy: Này Túc Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà tự nghĩ rằng các pháp là vô sở hữu nên chẳng thể chấp, nếu các pháp là vô sở hữu là chẳng thể chấp nên cũng là chẳng thể được, thì như vậy là hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát còn chấp pháp vô sở hữu là xa lìa bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp để chấp, cũng chẳng có sự chấp pháp vậy. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật xa lìa bát nhã ba la mật chăng? Đàn ba la mật xa lìa đàn ba la mật chăng? Dẫn đến nhất thiết chủng trí, xa lìa nhất thiết chủng trí chăng? Bạch Thế Tôn: Nếu bát nhã ba la mật xa lìa bát nhã ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí, xa lìa nhất thiết chủng trí, thì làm sao Bồ Tát được bát nhã ba la mật dẫn đến được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Túc Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng niệm sắc. Chẳng niệm sắc ấy là gì? Dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí. Chẳng niệm nhất thiết chủng trí là gì? Và ai được nhất thiết chủng trí? Như vậy là Bồ Tát thường sanh bát nhã ba la mật dẫn đến thường sanh nhất thiết chủng trí. Lại nữa, Này Túc Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy sắc là thường hay là vô thường, là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không hay là bất không, là ly hay là phi ly. Vì sao? Vì tự tánh chẳng sanh được tự tánh, dẫn đến đối với nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật và quán sắc dẫn đến quán nhất thiết chủng trí như vậy, thì thường sanh được bát nhã ba la mật dẫn đến thường sanh được nhất thiết chủng trí. Ví như chuyển luân thánh vương đi đến đâu thì bốn binh chủng đều tháp tục theo. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật đến đâu thì năm ba la mật kia cũng tùy tục theo. Năm ba la mật kia theo bát nhã ba la mật vào trong nhất thiết chủng trí và an trú nơi đây. Ví như người đánh xe giỏi, đánh cỗ xe tứ mã đi suốt lộ trình mà chẳng bao giờ bị mất hướng, tùy ý đi thẳng đến đích. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật dẫn năm ba la mật kia thẳng đến nhất thiết chủng trí, chẳng bao giờ mất chánh đạo. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo và thế nào gọi là phi đạo của Bồ Tát? Phật dạy: Này Túc Bồ Đề, thành Phật đạo, biết chi Phật đạo là phi đạo của Bồ Tát, nhất thiết chủng trí là đạo của Bồ Tát, đó là đạo và phi đạo của Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư đại Bồ Tát,
Vì sự đại nhân duyên mà phát khởi bát nhã ba la mật, như vậy đó có phải là khai thị và phân biệt rõ đạo và phi đạo chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề bát nhã ba la mật, vì đại sự nhân duyên nên khởi, đó là khai thị và phân biệt đạo và phi đạo. Này tu bồ đề bát nhã ba la mật, vì độ vô lượng chúng sanh nên khởi, vì lợi ích vô lượng chúng sanh nên khởi. Bát nhã ba la mật tuy làm lợi ích chúng sanh, nhưng chẳng thọ sắc dẫn đến chẳng thọ thức, cũng chẳng thọ thanh văn địa và bích chi phật địa. Này tu bồ đề bát nhã ba la mật, vì chư bồ tát chỉ bày đường dẫn đến vô thượng bồ đề, khiến xa lìa được thanh văn địa và bích chi phật địa mà an trú trong nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy. Ngài tu bồ đề bạch phật, bạch thế tôn, nếu bát nhã ba la mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt, thì vì sao bồ tát hành bát nhã ba la mật lại phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ? Phật dạy, này tu bồ đề, bồ tát niệm nhất thiết chủng trí phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, rồi đem hết thảy công đức đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, đầy đủ tâm từ bi cùng các công đức khác. Này tu bồ đề, nếu bồ tát chẳng xa lìa sáu pháp ba la mật thì chẳng xa lìa nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên muốn được vô thượng bồ đề, bồ tát phải học và phải hành sáu pháp ba la mật. Bồ tát hành sáu pháp ba la mật mới được đầy đủ các thiện căn, dẫn đến sẽ được vô thượng bồ đề. Bởi vậy nên bồ tát phải tập hành sáu pháp ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch phật, bạch thế tôn, bồ tát phải tập hành sáu pháp ba la mật như thế nào? Phật dạy, này tu bồ đề, bồ tát phải quán sắc chẳng hợp chẳng tan, quán thọ tưởng hành thức chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến quán nhất thiết chủng trí chẳng hợp chẳng tan. Như vậy là bồ tát tập hành sáu pháp ba la mật. Lại nữa, này tu bồ đề, bồ tát phải nên tự niệm rằng ta chẳng nên trú trong sắc, chẳng nên trú trong thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng nên trú trong nhất thiết chủng trí. Như vậy là bồ tát tập hành sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì sắc chẳng có chỗ trú, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng có chỗ trú. Bồ tát dụng vô sở trú pháp để tập hành sáu pháp ba la mật sẽ được vô thượng bồ đề. Này tu bồ đề, ví như có người muốn ăn trái amla hoặc trái ba la na thì phải ương hạ tùy thời bón phân, tưới nước, chăm sóc mãi như vậy cho đến khi cây cao lớn mới có được quả ăn được. Cũng như vậy, bồ tát muốn được vô thượng bồ đề phải học sáu pháp ba la mật, phải dùng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định để nhiếp độ chúng sanh, độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Tập hành sáu pháp ba la mật như vậy sẽ mau được vô thượng bồ đề. Này tu bồ đề, bồ tát muốn chẳng tùy theo lời người khác thì phải học bát nhã ba la mật, muốn thanh tịnh phật độ, muốn thành tựu chúng sanh, muốn tọa đạo tràng, muốn chuyển pháp luân thì phải học bát nhã ba la mật. Bồ tát muốn được tự tại ở nơi hết thảy các pháp thì phải học bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì được bát nhã ba la mật thì ở nơi hết thảy các pháp đều tự tại. Lại nữa, này tu bồ đề, trong hết thảy các pháp bát nhã ba la mật là tối đại. Ví như biển lớn dung chứa các nguồn nước từ nhiều dòng sông chảy về là tối đại. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật dung nhiếp hết thảy các pháp là tối đại. Bởi vậy nên người muốn cầu thanh văn đạo, muốn cầu bích chi phật đạo, dẫn đến muốn cầu bồ tát đạo đều phải học bát nhã ba la mật. Này tu bồ đề, ví như nhà thiện xạ điều khiển cung tên như ý muốn nên chẳng sợ kẻ thù. Cũng như vậy, bồ tát hành bát nhã ba la mật thẳng đến nhất thiết chủng trí, chẳng còn bị các ma phá hoại nữa. Bởi vậy nên bồ tát muốn được vô thượng bồ đề phải học bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì bồ tát học bát nhã ba la mật được chư Phật trong khắp mười phương hộ niệm. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch thế tôn, bồ tát hành bát nhã ba la mật như thế nào và được chư Phật mười phương thường hộ niệm? Phật dạy, này tu bồ đề, bồ tát hành bát nhã ba la mật được chư Phật trong khắp mười phương hộ niệm. Vì hành bố thí mà chẳng đắc bố thí, hành trì giới nhẫn nhục tích tấn thiền định trí huệ vân vân, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí mà chẳng đắc. Do bồ tát được hết thảy pháp bất khả đắc như vậy nên được chư Phật trong mười phương thường hộ niệm. Lại nữa, này tu bồ đề, chư Phật chẳng niệm sắc, chẳng niệm thọ tưởng hành thức,
dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát học rất nhiều mà thật chẳng có chỗ học vậy. Phật giải: Đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát học rất nhiều mà chẳng có chỗ học. Vì sao? Vì chỗ học của Bồ Tát là chỗ học các pháp đều bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Phật khi thuyết pháp, dù rộng thuyết dù lược thuyết, đều dạy Bồ Tát muốn cầu vô thượng Bồ Đề phải học 6 pháp ba la mật. Dù rộng thuyết dù lược thuyết, đều dạy Bồ Tát phải thọ trì thất cận, đọc tụng 6 pháp ba la mật, rồi phải tư duy chánh quán, chẳng để các tâm và tâm sở pháp hiện hành. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, dù thuyết rộng hay thuyết hẹp, thì Bồ Tát học 6 pháp ba la mật đều phải biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp? Phật dạy: Biết sắc là như tướng, biết thọ tưởng hành thức là như tướng, dẫn đến nhất thiết chủng trí là như tướng, là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sắc như tướng, dẫn đến thế nào gọi là nhất thiết chủng trí như tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc như tướng là sắc chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt, dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng, là nhất thiết chủng trí chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt. Đây là sắc như tướng dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng, Bồ Tát phải như vậy mà học. Lại nữa, Bồ Tát biết thật tế của hết thảy các pháp là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thật tế của hết thảy các pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vô tế là thật tế. Bồ Tát học vô tế như vậy nên biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Lại nữa, Bồ Tát biết pháp tánh của hết thảy các pháp là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp tánh của hết thảy các pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc tánh gọi là pháp tánh. Tánh ấy chẳng phân, vô phân, cũng chẳng phải chẳng phân, vô phi phân. Do biết pháp tánh mà Bồ Tát biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát lại còn phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát lại phải biết hết thảy các pháp là chẳng hợp, chẳng tan. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì chẳng hợp chẳng tan? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc chẳng hợp chẳng tan, thọ tưởng hành thức chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hợp chẳng tan, hữu vi tánh chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến vô vi tánh chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không nên là chẳng hợp chẳng tan. Nếu các pháp là tự tánh không thì tức là phi pháp, vì là chẳng phải pháp nên là chẳng hợp chẳng tan. Như vậy gọi là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy gọi là Bồ Tát lược nhiếp bát nhã ba la mật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát sơ phát tâm phải học lược nhiếp bát nhã ba la mật như vậy, dẫn đến Bồ Tát thập địa cũng phải học lược nhiếp bát nhã ba la mật như vậy. Bồ Tát học lược nhiếp bát nhã ba la mật như vậy nên biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nghe nói Bồ Tát có căn tướng thông lợi, khiến chú nơi một ba la mật có thể được đầy đủ cả năm ba la mật kia, là việc rất hy hữu, nên bạch Phật: Bồ Tát phát tâm trong bao nhiêu lâu mới hít được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Ngoại trừ các bậc đại Bồ Tát, các Bồ Tát khác phát tâm trong vô lượng kiếp mới có được đầy đủ các lực phương tiện như vậy. Vì từ sơ phát tâm trở về sau, Bồ Tát còn bị nhiều tội lỗi ngăn che tâm tánh, khiến chẳng thấy các đức Phật, chẳng thân cận cúng dường các đức Phật vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ Tát đã cúng dường bao nhiêu đức Phật mới có được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Bồ Tát đã cúng dường hàng xa đức Phật. Có Bồ Tát đã cúng dường nhiều đức Phật, dù chưa phát tâm tu, chưa trồng thiện căn mà nghĩ rằng ta thâm hành 6 pháp ba la mật ta sẽ được quả báo lành. Vì thâm hành 6 pháp ba la mật là con đường dẫn đến vô thượng Bồ Đề, làm được công đức như vậy cũng gọi là trồng thiện căn rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ Tát đã trồng thiện căn như thế nào? Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tu tập 6 pháp ba la mật
hành tất cả các phước đức, tu tập hết thảy các thiện pháp. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy, bạch Phật: thật là hy hữu, Bồ Tát hành pháp như vậy được đại lực phước tiện, dù chưa đoạn sạch phiền não, chưa ra khỏi các đường sanh tử, mà đã được xem như đã đoạn sạch phiền não, đã thoát ly sanh tử. Từ vô thỉ đến nay, nếu đã làm các ác pháp gì thì hậu tâm của Bồ Tát chẳng làm nữa, lại chẳng còn tùy tập các ác tâm nữa, thật là hy hữu. Dù chúng sanh vô ơn, Bồ Tát vẫn thường làm lợi ích cho họ. Dù chúng sanh muốn đến sát hại, Bồ Tát vẫn dùng mọi phương tiện để đáp lại phước lạc và trí huệ cho họ. Các việc làm như vậy thật là hy hữu. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề và nêu lên các thí dụ sau đây để làm sáng tỏ vấn đề thêm nữa. Mặt trăng và mặt trời tỏa ánh sáng chiếu khắp bốn châu thiên hạ. Nếu chẳng có mặt trăng, mặt trời thì vạn vật sẽ chẳng có thể sinh trưởng được. Có mặt trăng cho âm khí, có mặt trời cho dương khí thì vạn vật mới sinh trưởng được. Lợi ích của Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh cũng là như vậy. Bồ Tát dùng tâm đại bi thương xót tất cả các loài chúng sanh, nên phát nguyện hành hết thảy các thiện pháp, lại dùng đại trí huệ đem sáu pháp ba la mật gieo vào lòng chúng sanh, khiến các thiện pháp được tăng trưởng, dẫn chúng sanh thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Chúng sanh tuy có đôi mắt sáng, nhưng nếu chẳng có ánh sáng của mặt trăng mặt trời thì chẳng có thể thấy được gì cả. Cũng như vậy, chúng sanh dùng có thế trí biện thông, nhưng nếu chẳng có bát nhã ba la mật soi sáng thì đến quả nhị thừa còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tuy có hành năm ba la mật kia, nhưng nếu chẳng có được trí huệ bát nhã ba la mật thì chẳng thể gọi là hành các ba la mật. Vì sao? Vì nếu chẳng phá được sự chấp tâm, chẳng được lực bát nhã ba la mật hộ trì, thì dù có đem thân mạng ra bố thí thì tâm Bồ Tát đó cũng bị phá hoại. Ví như người phụ nữ chẳng có chồng rất dễ bị xâm phạm. Trái lại, nếu được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì tâm bố thí đó chẳng thể bị phá hoại. Cho nên dù Bồ Tát có tu tập các thiện pháp, mà nếu chẳng có bát nhã ba la mật dẫn đạo thì chẳng thể gọi là hành các ba la mật, mà chỉ được gọi là hành các thiện pháp mà thôi. Ví như vị chuyển luận thánh vương thường có 84.000 vị tiểu vương chầu hầu, có đầy đủ 7 báu, lại thượng cự trên kim luân bảo do các thiên vương dâng hiến, đi khắp bốn châu thiên hạ mới hít được gọi là chuyển luân thánh vương. Cũng như vậy, Bồ Tát tuy hành các thiện pháp, nhưng nếu chẳng có bát nhã ba la mật soi sáng thì chẳng thể gọi là hành các ba la mật được. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng có thể trừ được các chướng ngại, nên chẳng hành Bồ Tát đạo được. Ví như một nước có binh hùng tướng mạnh, có đầy đủ vũ khí thì các nước láng giềng chẳng thể xâm chiếm được. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, được lực bát nhã ba la mật hộ trì thì các loài ma chẳng thể phá hoại được. Lại ví như nước từ nhiều dòng sông khi đã chảy vào biển lớn chỉ còn một vị mặn. Cũng như vậy, năm ba la mật kia khi đã được bát nhã ba la mật đưa vào nhất thiết trùng trí cùng với bát nhã ba la mật chẳng còn sai khác nữa. Tóm lại, người tu năm ba la mật kia phải được trí huệ bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo mới đến được nhất thiết trùng trí vậy. Chỉ có những hạng người chưa được thánh đạo với ý thường hủy báo Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, những hạng người này dù có hành thiện pháp nhưng tâm chẳng cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Họ thấy ác ma đến thọ ký, tin theo lời ác ma nên khởi tâm kiêu mạn khinh khi các người khác. Đây là trường hợp các ngoại đạo phạm trí, các Bồ Tát tăng thượng mạng. Những hạng người này chẳng hành được thật tướng pháp, chẳng nên vì họ thuyết về bố thí mà nên khuyên họ hành bình đẳng pháp là cửa bắt đầu để nhập vào bát nhã ba la mật. Còn đối với những người độn căn hoặc đã có phạm trọng tội thì nên dạy họ hành bố thí để phá sát tham, hành trì giới để phá phiền não, hành nhẫn nhục để khai phước đức, hành tinh tấn như gió thổi lửa cháy để tiêu trừ giải đãi, hành thiền định để nhiếp tâm quả thật được các pháp. Hỏi: vì sao nói năm ba la mật kia phải được bát nhã ba la mật thủ hộ mới vào được nhất thiết trùng trí? Đáp: trước đây đã nói rằng bát nhã ba la mật có rất nhiều tên, ví như tát bà nhã, nhất thiết trùng trí là những tên khác của bát nhã ba la mật. Tu năm ba la mật kia là tu phước đức, tu bát nhã ba la mật là tu trí huệ,
được thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật là vào được Phật đạo. Nơi đây Bát Nhã Ba La Mật đổi tên là Tát Bạc Nhã hay là Nhất Thiết Trụ Trí. Ở đoạn kinh trên đây có nêu lên nhiều thí dụ cho thấy vai trò dẫn đạo của Bát Nhã Ba La Mật. Người dùng tay phải làm các công việc được nhiều thuận lợi hơn người dùng tay trái, dụ cho người tu có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn người tu mà chẳng có được phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Người có mắt sáng thành tựu dễ dàng các công việc, dụ cho người tu có được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng, có thể thành tựu được các công đức. Vị Trưởng Luân Thánh Vương ngự trên luân bảo dẫn đạo bốn binh chủng, dụ cho Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo năm ba la mật kia phá tan dòng phiền não, thẳng đường đến Nhất Thiết Trụ Trí. Và trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng còn có phân biệt, chẳng còn có thương ghét, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Nơi đây Phật nói lên các nhân duyên rằng hết thảy các pháp đều là tánh không, là vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đà nghe Phật dạy như vậy bèn hỏi Phật: nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu thì làm sao Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật mà vào được vô thượng Bồ Đà? Phật dạy: Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật là hành rốt ráo không, vì chúng sanh chẳng biết như vậy nên sanh tâm chấp đắm. Do vậy mà Bồ Tát tự niệm rằng: nếu chẳng dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng sao độ thoát được chúng sanh. Lực phương tiện nói ở đây bao gồm sắc thân của Bồ Tát, các pháp môn mà Bồ Tát tu tập như 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi cùng vô lượng Phật pháp khác. Bồ Tát có được các lực phương tiện như vậy mới giáo hóa chúng sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ. Người có đầy đủ các lực phương tiện như trên thì hết thảy lời nói ra đều được chúng sanh tín thọ. Chư Phật và chư đại Bồ Tát biết rõ thật tướng pháp, tức là Niết Bàn tướng, nhưng vì lợi ích chúng sanh mà các ngài phải hành đầy đủ cả sáu pháp Ba La Mật để hóa độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: nếu các pháp là rốt ráo không thì là chẳng có sai khác nhau. Như vậy vì sao nói trong các Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật là vi diệu tối đại? Phật dạy: trong rốt ráo không thì các Ba La Mật chẳng có khác biệt nhau, nhưng nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật thì năm ba la mật kia chẳng thể được gọi là ba la mật. Chỉ khi nào được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo đưa đến Nhất Thiết Trụ Trí rồi thì năm ba la mật kia với cùng với Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn sai khác nữa. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là vi diệu tối đại. Ngài Tu Bồ Đề muốn được Phật giải thêm nên lại hỏi: theo như thật nghĩa thì chẳng có sai khác, vì sao nói trong các ba la mật thì Bát Nhã Ba La Mật là hơn hết? Người chưa vào được thánh đạo không thì thấy có sai khác, nay đã vào được thánh đạo không rồi thì ở nơi đệ nhất nghĩa thánh đạo không là tối thượng. Người đã đi được như vậy thì chẳng thấy có sai khác vậy. Phật dạy: đúng như vậy, sở dĩ nói có sáu Ba La Mật kia thì đó là dùng thế trí để phân biệt nói ra. Vì sao? Vì người đời chẳng thể hiểu được thật tướng pháp. Nếu nghe nói về thật tướng pháp thì họ sẽ càng thêm mê muội, càng thêm nghi hối. Nếu dùng thế đế, dùng ngôn ngữ thế gian thì phải phân biệt nói có sáu pháp Ba La Mật để giáo hóa chúng sanh. Nhưng nếu dùng đệ nhất nghĩa đế thì chúng sanh vốn là không, các pháp cũng vốn là không, nên đều là chẳng có sanh, chẳng có khởi. Bát Nhã Ba La Mật tuy là không mà thường khai thị các pháp như vậy, nên là đệ nhất vi diệu tối thượng trong các Ba La Mật. Cũng như trong hàng phụ nữ thì ngọc nữ là đệ nhất vi diệu tối thượng. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: do ý gì mà Phật nói Bát Nhã Ba La Mật là tối diệu tối thượng? Phật dạy: vì Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp dẫn đến Nhất Thiết Trụ Trí, và chú trong đó mà chẳng chú vậy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, Nhất Thiết Trụ Trí là không, nhưng nhờ có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo mà năm ba la mật kia đều đến được Nhất Thiết Trụ Trí vậy. Hỏi: hành các thiện pháp là có thể đến được Nhất Thiết Trụ Trí, vì sao nói chỉ có Bát Nhã Ba La Mật mới hít là diệu pháp dẫn đến Nhất Thiết Trụ Trí? Đáp: tuy nói dẹp phá được các phiền não là vào được vô thượng Bồ Đề, nhưng phải biết rằng trong sự dẹp phá phiền não này thì công sức của trí huệ là tối đại. Ví như đại quân phải nhờ có sự chỉ huy sáng suốt của vị chủ tướng
thì mới thắng được quân giặc. Như có thuyết nói, nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo thì các thiện pháp chẳng sao đến được nhất thiết chủng trí, còn Bát Nhã riêng một mình vẫn có thể thẳng đến nhất thiết chủng trí. Hỏi: trong kinh còn nói ở cõi nước của Đức Phật Sư Tử Lỗi Âm có các cây báu trang nghiêm thường phát ra vô lượng âm thanh thắng diệu, nói lên các nghĩa về không, về vô sanh, về vô diệt, vân vân của hết thảy các pháp. Đây là nói nhân duyên các chúng sanh ở cõi nước ấy, từ khi mới sanh ra đời chẳng hề khỏi ác tâm, khi nghe được các âm thanh đó là liền được vô sanh pháp nhẫn. Tất cả các chúng sanh ở cõi nước ấy chẳng cần tu các thiện pháp, chẳng cần bố thí trì giới vân vân mà vẫn được đạo. Lại nữa, có những người cuồng si, những người say rượu vân vân chỉ theo Phật nghe thuyết về bốn thánh đế mà tức thời được đạo. Như vậy vì sao chẳng nói đến các trường hợp này? Đáp: các trường hợp nêu trên đây chẳng phải là các trường hợp được đạo của hàng Bồ Tát. Mẫu đối thoại sau đây giữa Ngài Tu Bồ Đề và Phật sẽ giải thích rõ về nghi vấn này. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, chẳng chấp thánh pháp, cũng chẳng xả phàm phu pháp. Như vậy vì sao lại nói Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, đưa hết thảy các thiện pháp đến an trú trong nhất thiết chủng trí, trú trong đó mà chẳng có trú? Phật dạy: đúng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ các pháp, cũng chẳng xả các pháp, đó là nghĩa. Tuy rằng Bát Nhã Ba La Mật đưa hết thảy các thiện pháp vào nhất thiết chủng trí mà chẳng chấp chẳng trú. Nơi đây Phật nói đến nhân duyên hết thảy pháp đều chẳng có tướng khả thủ có thể thủ, chẳng có tướng khả xả có thể xả. Vì sao? Vì các pháp từ sắc dẫn đến vô thượng bồ đề đều theo nhân duyên sanh, nên là chẳng thủ chẳng xả vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu chẳng niệm các pháp thì làm sao mà tăng trưởng được thiện căn? Nếu hữu thiện căn chẳng được tăng trưởng thì làm sao đến được vô thượng bồ đề? Phật dạy: Bồ Tát trú nơi ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, để diệt các pháp tướng ngay trong ước niệm, vào trong ba giải thoát môn, tức là vào trong thật tướng pháp. Bởi vậy nên, tùy Bồ Tát có thành tựu thiện căn mà chẳng chấp tướng thiện căn. Ví như khi trồng lúa, dù cây mạ tốt mà trong ruộng đầy rẫy cỏ dại thì cây lúa mọc lên sẽ chẳng thể tăng trưởng tốt đẹp được. Cũng như vậy, do chúng sanh thường ước niệm, thường chấp tướng nên thường sanh vào trong ba cõi. Trái lại, nếu chẳng ước niệm thì chẳng chấp, mà nếu chẳng chấp thì chẳng sanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy liền tư duy chủ lượng, rồi tự nghĩ rằng: nếu các pháp là rốt ráo không thì là vô sở hữu, mà đã là vô sở hữu thì cũng là vô sở đắc, vô sở trú vậy. Do suy nghĩ như vậy nên Ngài hỏi Phật: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật sẽ an trú ở chỗ nào và sẽ đắc pháp gì? Phật dạy: Bồ Tát chẳng trú nơi hết thảy pháp dẫn đến chẳng trú nơi chỗ chẳng trú đó. Do chẳng trú nên chẳng chấp. Bồ Tát chẳng thấy pháp có thể chấp, chẳng thấy pháp có thể trú, dẫn đến chẳng thấy người chấp pháp, chẳng thấy có người trú pháp. Bồ Tát trú pháp như vậy nên chẳng có ai có thể phá hoại được. Trái lại, nếu Bồ Tát trú trong chúng sanh không và trong pháp không mà còn giấy niệm nghĩ rằng ta có hành pháp như vậy thì đó là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có chấp tướng, và Bồ Tát dụng ngã tâm bên ngoài chấp pháp không, bên trong chấp ngã không. Như vậy là chẳng phải như thật hành Bát Nhã Ba La Mật là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng chấp tướng, là tánh không. Nếu chấp không là có lỗi, phải phá chấp không mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng nếu còn chấp Bát Nhã vô tánh cũng là có lỗi, do có hai lỗi lầm đó nên chẳng thể được thọ ký. Lại nữa, nếu giấy niệm chú trong Bát Nhã Ba La Mật thường sanh bố thí trì giới vân vân cũng là có lỗi. Hỏi: nói đến hai lỗi lầm trên còn hợp lý, nhưng vì sao nói chú trong Bát Nhã Ba La Mật cũng có lỗi? Đáp: người phạm hai lỗi lầm hoặc chấp không hoặc chấp vô tánh pháp đều có lỗi. Hạng người này chẳng tu được các công đức bố thí trì giới vân vân, rồi dẫn sanh tà kiến, giấy niệm nghĩ rằng nếu các pháp đều không thì phải y vào đâu mà tu hành. Lại có người tuy chẳng chấp không chẳng chấp vô tánh pháp, nhưng nếu còn giấy niệm rằng
ta phải chẳng chấp không, chẳng chấp vô tánh pháp, mà hành các công đức mới thật là hành chất đạo. Thì đó cũng là có lỗi. Vì sao? Vì tâm còn hy vọng, còn mong cầu, nên mất bát nhã ba la mật. Nếu mất bát nhã ba la mật thì chẳng hành được bố thí trì giới vân vân, dẫn đến chẳng sanh được tâm đại bi. Vì sao? Vì vô thượng bồ đề là chất thật pháp, nên người dụng tâm chấp mà hành bát nhã ba la mật chỉ là hành tức tọa bát nhã ba la mật, chẳng sao có thể đến được vô thượng bồ đề vậy. Trái lại, nếu người niệm hết thảy các pháp mà chẳng chấp tướng, thì chư Phật liền biết người ấy sẽ được vô thượng bồ đề. Lại nữa, có người cầu không, cầu vô tánh, nhưng biết mình chưa tận đoạn phiền não, chẳng thể làm Phật được, nên chỉ nghe lời Phật mà chẳng tư duy phân biệt, tự mình chẳng như thuyết tu tập thì cũng có lỗi. Vì sao? Vì chư Phật trú nơi vô sở đắc, mà người này chỉ chấp nghĩa, vì các pháp đều là tướng tịch diệt, chẳng có hí luận, mà người này chỉ chấp giả danh tự vậy. Ngài tu Bồ Đề nghĩ rằng người chấp không cũng có lỗi, mà người trú trong không cũng có lỗi, nên Ngài hỏi Phật, hành giả phải làm sao để tránh những lỗi lầm như vậy? Phật dạy, nếu biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, là vô sở hữu, là chẳng thể chấp, chẳng thể thủ, chẳng thể đắc mà tu hành, thì như vậy là chẳng có lỗi lầm. Trái lại, nếu chấp rốt ráo không, chấp vô tánh, chấp chỗ hành Bồ Tát đạo, vân vân, thì đều là có lỗi cả. Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo phải xả tâm chấp. Nếu còn chấp chỗ Phật hành đạo mà giấy niệm rằng chỗ Phật hành đạo là chân thật đạo, ta cũng phải theo Phật hành hết thảy các pháp vô sở hữu, bất khả thủ, bất khả đắc, thì như vậy cũng là có lỗi. Vì sao? Vì Bồ Tát phải biết rằng ở trong tâm Phật thì chỗ đắc là vô sở đắc. Nếu Bồ Tát biết rõ chỗ đắc của chư Phật là vô sở đắc, thì chẳng còn thấp quý chư Phật, chẳng còn khinh khi người hạ tiện. Do nghĩ như vậy mà khởi sanh được tâm bình đẳng vô phân biệt. Như vậy mới là hành thanh tịnh bát nhã ba la mật, chẳng có các lỗi lầm. Vì sao? Vì chẳng ly tự tướng thì có lỗi chấp pháp, ly tự tướng là chẳng chấp pháp vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật, nếu ly tự tướng thì làm sao mà hành bát nhã ba la mật? Phật dạy, nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp chẳng sanh tâm thì đó là hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát chẳng niệm sắc, chẳng niệm sắc ấy là gì dẫn đến chẳng niệm nhất thiết trùng trí, chẳng niệm nhất thiết trùng trí là gì thì đó là hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát chẳng thấy sắc là thường hay vô thường, là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không hay là bất không, là ly hay là phi ly, thì đó là hành bát nhã ba la mật. Sắc là như vậy, dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng là như vậy, là rốt ráo không, là chẳng có sanh, chẳng có khởi, nên là chẳng có thể tầm cầu mà được vậy. Vì sao? Vì tánh chẳng thể sanh tánh, vô tánh chẳng thể sanh vô tánh. Như vậy công đức phá các chấp điên đảo, đưa đến thật luận nghị, đều do nơi lực bát nhã ba la mật mà được thành tựu. Bởi vậy nên năm ba la mật kia đều tùy theo bát nhã ba la mật. Ví như vị chuyển luân thánh vương đi đâu thì bốn binh chủng đều theo bảo luân mà hành động. Cũng như vậy, hết thảy các thiện pháp đều được bát nhã ba la mật đưa về Phật tánh để cùng đến Phật đạo. Ví như người dùng xe tứ mã để đi đến một nơi nào, tuy nó nhỏ xe nhỏ ngựa, nhưng thực sự phải có người đánh xe khéo điều khiển bốn con ngựa mới đưa cỗ xe đến nơi đến chốn được. Cũng như vậy, tuy hành bố thí trì giới vân vân đều có công đức, nhưng phải có sự dẫn đạo của bát nhã ba la mật thì mới mong đến được vô thượng bồ đề. Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật, thế nào gọi là đạo và thế nào gọi là phi đạo của Bồ Tát? Phật dạy, nhị thừa đạo là phi đạo của Bồ Tát, hành bát nhã ba la mật dẫn đến Phật đạo là đạo của Bồ Tát. Lời ta nói đây là y nơi nhân mà nói đến quả. Người theo thổ sự do chẳng hiểu đến nên chẳng có nghi, người theo tế sự mới nghi nên mới nạn hỏi. Ngài tu Bồ Đề hoan hỉ tán thán và bạch Phật, bát nhã ba la mật vì đại sự nhân duyên mà khởi. Phật dạy, đúng như vậy, bát nhã ba la mật vì đại sự nhân duyên mà khởi. Bát nhã ba la mật dẫn đường đến vô thượng bồ đề, vì bát nhã ba la mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt,
là các pháp thường trú vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là vô sanh vô diệt, thì vì sao Bồ Tát còn hành bố thí trì giới để làm gì nữa? Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh vô diệt, là rốt ráo không. Vì là rốt ráo không nên chẳng ngăn ngại sự tu tập sáu pháp Ba La Mật. Bồ Tát vì nhất thiết trùng trí mà hành bố thí trì giới vân vân, để rồi đem hết thảy các công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Trong sự hồi hướng đó, Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, đầy đủ tâm từ bi, xa lìa các chấp điên đảo, dụng tâm bình đẳng, thành tựu các thiện căn công đức. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát phải tập hành sáu pháp Ba La Mật như thế nào? Phật dạy, Bồ Tát phải quán hết thảy pháp chẳng hợp chẳng tan, các pháp do nhân duyên hòa hợp, mà giả sanh tạm có, như phàm phu do điên đảo chấp tướng, mà hư vọng cho là có hợp có tan. Vì biết rõ các pháp đều chẳng hợp chẳng tan, đều như huyễn như hóa, nên Bồ Tát thường giữ tâm thanh tịnh, chẳng hề sanh tâm cao ngạo. Lại nữa, vì biết rõ các pháp đều chẳng có trú xứ, nên Bồ Tát an trú trong vô trú pháp mà được vô thượng Bồ Đề. Trong kinh có nêu thí dụ, nhân là Bát Nhã Ba La Mật, quả là vô thượng Bồ Đề. Người muốn được vô thượng Bồ Đề phải gây nhân Bát Nhã Ba La Mật. Ví như phải ương hạt mới có cây, phải bón phân tưới nước cho cây lớn lên rồi mới có quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ Tát phải trồng chánh nhân làm Phật, tức là Bát Nhã Ba La Mật, lại phải hành đầy đủ cả năm Ba La Mật kia. Tuy này chưa có quả, mà thời gian sau quyết định sẽ được quả vô thượng Bồ Đề. Trong kinh cũng có nói, Bồ Tát chẳng nên để theo người tu các hạnh khác, mà phải tu thật tướng pháp. Nếu có người tà kiến đến phá thì cũng chẳng nên tùy thuận theo. Vì sao? Vì muốn thanh tịnh Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, hết thảy các pháp tướng đều bình đẳng, như vậy vì sao Bồ Tát phải tu học Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, nếu học Bát Nhã Ba La Mật thì ở nơi hết thảy pháp đều được tự tại, cho nên Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì ở trong hết thảy pháp thì Bát Nhã Ba La Mật là tối đại, ví như so với muôn ngàn con sông thì biển cả là lớn hơn hết. Nếu Bồ Tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp thì chẳng ai có thể phá hoại được. Bồ Tát thường tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy là được tương ứng với Phật, nên được chư Phật trong khắp mười phương hộ niệm. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mới được chư Phật khắp mười phương hộ niệm? Phật dạy, Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật mà phải quán sáu pháp ấy là rốt ráo không mới được chư Phật mười phương hộ niệm. Bồ Tát hành sắc dẫn đến hành nhất thiết trùng trí và chẳng thọ chẳng chấp, vì biết rõ hết thảy pháp đều là hư vọng chẳng thật có, nên được chư Phật mười phương thường hộ niệm. Vì sao? Vì lúc bấy giờ Bồ Tát đã chứng được pháp thân thanh tịnh, đồng thể tương ứng với chư Phật vậy. Bồ Tát học sáu pháp Ba La Mật nhưng đồng thời cũng học hết thảy các pháp thế gian. Bồ Tát học các pháp của phàm phu và biết rõ các pháp ấy cũng đều là rốt ráo không. Bồ Tát học khởi pháp và cũng học diệt pháp, còn phàm phu chỉ biết khởi mà chẳng biết diệt. Hàng nhị thừa học diệt mà chẳng học khởi. Bồ Tát phải học cả khởi lẫn diệt nên phải học nhiều. Đối với Bồ Tát thì khởi pháp và diệt pháp đều là như mộng như huyễn, nên tuy học nhiều mà xem như chẳng có học gì cả. Do học như vậy nên Bồ Tát được vô sở đắc. Ngài Tu Bồ Đề thưa, chư Phật thuyết pháp dù thuyết rộng hay hẹp thì chỗ nên học vẫn là chỗ vô sở đắc. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng Bồ Tát phải học đầy đủ 8 vạn 4 ngàn pháp môn trình bày đầy đủ trong 12 bộ kinh, vừa rộng vừa hẹp tổng nhiếp cả ba thừa giáo, nhưng lại phải dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để hành sáu pháp Ba La Mật mới đến được vô thượng Bồ Đề. Hết thảy các pháp vô tu dù rộng dù hẹp, Bồ Tát đều phải thân cận tu học, tư duy đọc tụng mãi như vậy cho đến khi vào được vô tướng tam muội, chẳng để cho các tâm và tâm sở pháp hiện hành. Phật dạy, Bồ Tát học như vậy mới biết được các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Rộng là nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp vô tu cùng vô lượng Phật pháp, hẹp là nói đến một tiểu phẩm trong kinh Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến một đoạn nhỏ trích trong tiểu phẩm đó. Rộng là nói về vô lượng biển tướng sai khác nhau của các pháp. Hẹp là nói hết thảy pháp đều là không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt.
Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp? Phật dạy: Biết hết thảy pháp là như tướng, là bất sanh, bất trú, bất dị, bất diệt, là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu như tướng là vô sanh tướng, thì làm sao có thể biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy pháp? Phật dạy: Như tướng là thật tướng của các pháp, thường trú bất hoại, chẳng có tùy thuộc theo các quán. Bồ Tát được như tánh nên phá được hết thảy các vô minh, tà kiến điên đảo. Ví như thật biết được thật pháp của vũ trụ nên ở trong thế gian, Bồ Tát biết rõ được tổng tướng cùng biệt tướng của vạn vật. Trái lại, hàng phàm phu vì bị vô minh ngăn che chân trí huệ, chẳng có được huệ nhãn nên chẳng có thể thấy biết một cách chân thật được. Sự thể biết của phàm phu đều là bệnh hoạn cả. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Pháp tướng chân thật là không, là vô tướng, là vô tác. Như vậy khi trí huệ đã diệt rồi, thì làm sao biết được như thật pháp tướng, làm sao biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp? Phật dạy: Vì ông ở nơi pháp tánh mà chân tướng nên mới đặt hỏi. Nếu ông biết rõ được như tánh thì chẳng còn gì để đặt hỏi nữa. Vì sao? Vì như tánh là vô tướng, là như như, là rốt ráo không, nên chẳng ngại tổng tướng và biệt tướng. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã thành tựu được huệ giác thanh tịnh nên mới như thật biết, như thật thấy vậy. Ví như một người ở tuổi trưởng thành có thể thấy biết được những việc khờ dại mà mình đã làm trong thời thơ ấu. Bồ Tát sau khi đã có huệ nhãn thanh tịnh, đã vào được thật tướng các pháp rồi, lại thị hiện thọ thân, sanh vào trong ba cõi để độ sanh. Vì đã được giải thoát an lạc, đã thấy rõ sáu tình là hư vọng, là nguồn gốc khổ đau, nên dù vẫn dùng sáu căn trên sáu trần khỏi sáu thức, mà Bồ Tát vẫn thường thấy tịch diệt. Như vậy gọi là Bồ Tát biết tổng tướng và biệt tướng của các pháp. Bồ Tát biết rõ các pháp thế gian, dù bậc thượng trung hay hạ, đều là bất tịnh, là vô thường, khổ không vô ngã. Lại biết rõ 84.000 pháp môn tu ở thế gian cũng lầm lỗi. Như vậy gọi là Bồ Tát biết tổng tướng và biệt tướng của các pháp. Bồ Tát cũng biết rõ như như pháp tánh thật tế là gốc của vạn vật, nên biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp đều là như như pháp tánh thật tế, nhưng vẫn tùy thuận thế gian mà phân biệt mỗi pháp có tướng sai khác. Phật dạy vô tế là thật tế, là vô tướng, nên chẳng có pháp có thể chấp. Khi đã biết rõ pháp tánh thì biết rõ hết thảy các sắc tánh đều là pháp tánh, đều là vô phân, vô phi phần cả. Nói vô phân là nói các pháp chẳng thể chỉ bày được, đây cũng có nghĩa là vô tướng, vô lượng, vô phân biệt. Nói vô phi phân là chẳng chấp vô tướng, chẳng chấp vô lượng là phá hết thảy tướng và lượng, phá hết thảy các pháp tướng. Bồ Tát vào ba giải thoát môn không vô tướng và vô tác, trú trong như như mình đạo pháp, nên biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hết quyển 82. Luận Đại Trí Độ, quyển 83. Phẩm thứ 69 tiếp theo. Đại Phương Tiện tiếp theo. Kinh: Bạch Thế Tôn, các bậc Đại Bồ Tát, lợi căn mới nhập vào được pháp môn này chăng? Phật dạy: Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát độn căn cũng có thể nhập vào pháp môn này. Bồ Tát trung căn, Bồ Tát tán tâm cũng đều có thể nhập vào pháp môn này. Pháp môn này chẳng có trở ngại. Nếu Bồ Tát nào nhất tâm học cũng có thể nhập vào pháp môn này. Nếu giải đãi ít tinh tấn, thất niệm tán loạn thì chẳng có thể nhập vào pháp môn này. Người tinh tấn chẳng giải đãi tránh ước niệm, nhiếp tâm có thể vào được. Người muốn cầu bậc bất thối chuyển, muốn mau được nhất thiết trùng trí có thể vào được. Bồ Tát phải học đúng như thuyết trong Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến phải học đúng như thuyết trong Đài Ba La Mật. Bồ Tát học như vậy sẽ mau được nhất thiết trùng trí. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu có được bao nhiêu ma sự, Bồ Tát phải liền diệt. Bởi vậy, nên muốn có được các lực phương tiện, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát nào như vậy hành, như vậy tập, như vậy tu, sẽ được vô lượng chư Phật ở khắp vô lượng thế giới hộ niệm. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai. Thế nên Bồ Tát phải tự niệm rằng đây là pháp mà ba đời chư Phật được, ta cũng sẽ được pháp ấy.
Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải học bát nhã ba la mật như vậy, phải tập bát nhã ba la mật như vậy, phải tu bát nhã ba la mật như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Thế nên Bồ Tát thường phải chẳng xa lìa tát bà nhã tâm. Nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy thì chỉ trong khoảng khải móng tay cũng đã có được phước đức rất nhiều, thủ thắng hơn phước đức của người dạy cho chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới tu bố thí, tu chỉ giới, tu thiền định, tu trí huệ, khiến họ được giải thoát, được giải thoát tri kiến, được quả tu đạo hòa dẫn đến quả a la hán, được đạo bích chi phật. Vì sao? Vì từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh ra bố thí trì giới, thiền định trí huệ, xuất sanh ra các quả tu đạo hòa dẫn đến quả a la hán, xuất sanh ra đạo bích chi phật trong khắp mười phương, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai đều từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh ra cả. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, trong khoảng khảnh móng tay, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, trong một kiếp, dẫn đến trong vô số kiếp, Bồ Tát phải thường niệm nhất thiết chủng trí, thường hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy được phước đức rất nhiều, thủ thắng hơn phước đức của người dạy cho chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp mười phương, tu bố thí trì giới thiền định, khiến họ được giải thoát tri kiến, được quả tu đạo hòa dẫn đến quả A-la-hán, được đạo bích chi phật. Vì sao? Vì chư Phật xuất sanh từ bát nhã ba la mật, tuyên thuyết bố thí trì giới thiền định trí huệ mới có được giải thoát tri kiến, có được quả tu đạo hòa dẫn đến quả a la hán, đạo bích chi phật. Nếu có Bồ Tát nào đúng như bát nhã ba la mật sở thuyết mà an trú thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển, Bồ Tát ấy được chư Phật hộ niệm. Nếu có Bồ Tát nào thành tựu được các lực phương tiện như vậy thì phải biết đó là vị Bồ Tát đã thân cận cúng dường vô lượng ngàn muôn ức chư Phật, đã gieo trồng thiện căn nơi chư Phật, đã từ lâu hành sáu pháp ba la mật 18 không dẫn đến hành nhất thiết chủng trí. Đó là vị Bồ Tát đã trú bậc pháp vương tử, đã đầy đủ các hạnh nguyện, chọn chẳng ly chư Phật, chẳng ly thiện căn, đã thường đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Đó là vị Bồ Tát đã được biện tài vô hạn, đã đầy đủ các đà la đi, đã được thọ ký nhưng vì chúng sanh mà thọ thân. Đó là vị Bồ Tát đã thông đạt tự môn và phi tự môn, đã khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, đã khéo biết chỗ nên nói ít lời hay nhiều lời, đã khéo biết tiếng người nam hay người nữ, đã khéo biết sắc thọ tưởng hành thức, đã khéo biết tánh thế gian và tánh niết bàn, đã khéo biết các pháp tướng, đã khéo biết hữu vi tướng và vô vi tướng, đã khéo biết hữu pháp và vô pháp, đã khéo biết tự tánh và tha tánh, đã khéo biết hợp pháp và tán pháp, đã khéo biết tương ưng pháp và bất tương ưng pháp, đã khéo biết thế nào là như thật biết và thế nào là chẳng như thật biết, đã khéo biết pháp tánh và pháp vị, đã khéo biết duyên và vô duyên, đã khéo biết ấm giới nhập, đã khéo biết bốn đế 12 nhân duyên, đã khéo biết bốn thiện, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, đã khéo biết sáu ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí, đã khéo biết hữu vi tánh và vô vi tánh, đã khéo biết hữu tánh và vô tánh, đã khéo biết quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức dẫn đến quán nhất thiết chủng trí, đã khéo biết là sắc tướng không dẫn đến bồ đề là bồ đề tướng không, đã khéo biết xả đạo và bất khả đạo, đã khéo biết sanh trú dị diệt, đã khéo biết tham sân si, đã khéo biết bất tham bất sân bất si, đã khéo biết tà kiến chánh kiến cùng hết thảy kiến chấp, đã khéo biết danh sắc, đã khéo biết nhân nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên tăng thượng duyên, đã khéo biết các hành tướng, đã khéo biết khổ tập diệt đạo, đã khéo biết địa ngục và xu hướng đoạn địa ngục, ngạ quỷ và xu hướng đoạn ngạ quỷ, xúc sanh và xu hướng đoạn xúc sanh, người và xu hướng làm người, trời và xu hướng làm trời, Atula và xu hướng làm Atula, đã khéo biết bốn quả thanh văn và thanh văn đạo, quả bích chi Phật và bích chi Phật đạo, Phật và Phật đạo, đã khéo biết nhất thiết chủng trí, đã khéo biết các căn và các căn đầy đủ, đã khéo biết huệ, tật huệ, hữu lực huệ, loại huệ, xuất huệ, đạt huệ, quảng huệ, thấp huệ, đại huệ, vô đẳng đẳng huệ và thật huệ, đã khéo biết quá khứ hiện tại và vị lai, đã khéo biết phương tiện tùy thuận chúng sanh, đã khéo biết tâm và thâm tâm, đã khéo biết nghĩa và ngữ,
đã khéo biết phân biệt ba thừa giáo. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, sanh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật được các lợi ích như vậy. Luận: Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật, chỉ có các đại Bồ Tát lợi căn mới có thể nhập vào pháp môn này chăng? Ý Ngài muốn nói rằng, người an trú trong tinh tấn, trong chánh niệm, trong chánh định, trong chánh kiến là đã được an ổn, nhưng phải bậc lợi căn minh trí mới vào được thâm Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng Phật dạy, chẳng phải chỉ có những người lợi căn minh trí mới có thể vào được thâm pháp này. Ý Phật muốn nói chỉ cần nhất tâm tinh tấn cầu học là có thể vào được. Ví như trong mùa nóng bức mà vào được nơi có hồ nước, ắt là được mát mẻ. Nhưng ai có mắt sáng, có đôi chân lành lặn đều có thể được vào nơi đây nếu thật sự muốn vào. Những người ở cạnh bên hồ mà trong ý muốn có ý muốn vào thì cũng chẳng vào nơi đây. Cũng như vậy, hồ Bát Nhã Ba La Mật mát mẻ, có bốn cửa dẫn vào, chúng sanh ở khắp bốn phương đều có thể vào được cả, chẳng có gì ngất ngại. Người chẳng giải đãi là người an trú trong tinh tấn. Người chẳng vọng niệm là người an trú trong chánh niệm. Người chẳng loạn động là người an trú trong chánh định. Người chẳng có tà kiến là người an trú trong chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến là bốn cửa dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật. Qua được bốn cửa này là đầy đủ giới hạnh, đầy đủ tám thánh đạo và được Bát Nhã Ba La Mật vậy. Người tu Bồ Đề là thanh văn tiểu thừa nên nghĩ rằng chỉ có hạng người lợi căn minh trí mới có thể vào được pháp đại thừa. Này Phật dạy, hạng người trung căn độn căn mà hành tám thánh đạo cũng có thể vào được Phật đạo qua bốn cửa chánh định tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến như đã nêu trên đây. Lời dạy trên đây thể hiện lòng đại bi rộng lớn của Phật đối với hết thảy chúng sanh, dung thông cả hạng trung căn và độn căn, tất cả các hạng người đó đều có thể vào được pháp đại thừa. Nếu Bồ Tát y như chỗ Bát Nhã Ba La Mật thuyết và tu hành thì sẽ mau đến được nhất thiết trùng trí. Ví như trong pháp thành Phật, hành giả chẳng phải chỉ dùng chánh kiến mà còn phải dùng tám thánh đạo hòa hợp mới vào được đạo. Cũng như vậy, hành giả tu theo pháp đại thừa chẳng phải chỉ hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn phải hòa hợp Bát Nhã Ba La Mật với năm Ba La Mật kia mới vào được nhất thiết trùng trí. Bởi vậy nên nói Bồ Tát chẳng phải chỉ học đúng theo như Bát Nhã Ba La Mật mà còn phải học hết thảy pháp, phải được hết thảy trí. Hỏi: trước đây đã nói học Bát Nhã Ba La Mật là đến được nhất thiết trùng trí, nay vì sao nói phải hòa hợp Bát Nhã Ba La Mật với năm Ba La Mật kia mới vào được nhất thiết trùng trí? Đáp: phải đầy đủ cả sáu pháp Ba La Mật mới được nhất thiết trùng trí. Thế nhưng ở nhiều cõi Phật, chúng sanh chỉ nghe thuyết về thật tướng pháp là liền được nhất thiết trùng trí, chẳng phải thứ lớp hành sáu pháp Ba La Mật. Nói: có đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật công đức mới vào được nhất thiết trùng trí. Như trên đây nhằm tán thán người tu hành có được sự hộ trì của các đường phương tiện Bát Nhã Ba La Mật vậy. Lại nữa, trong kinh nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thấy có các ma sự là liền diệt vì đã được mười phương chư Phật thường hộ niệm. Đây là nhằm tán thán Bồ Tát do hành Bát Nhã Ba La Mật công đức và khéo biết cả ba thừa giáo, khéo biết tự môn và phi tự môn, khéo biết pháp tánh thật tế của hết thảy các pháp. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên có vô lượng phước đức lực, biết rõ cả hai pháp thế gian và niết bàn. Bồ Tát biết rõ danh tự là hư vọng nên phá được các chấp tướng điên đảo. Do phá được các chấp điên đảo nên Bồ Tát khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, chỗ nên nói ít lời, chỗ nên nói nhiều lời, khéo biết tiếng nam, tiếng nữ có âm thanh sai khác. Vì khéo biết các sự việc như vậy nên Bồ Tát hàng phục được các tà ma ngoại đạo, các hạng người xấu ác. Bồ Tát khéo biết xả đạo và bất xả đạo, như xả điện này để tu lên điện khác, xả hạ điện lên thượng điện, hoặc vì thương xót chúng sanh mà vẫn trú trong các điện chẳng xả đạo, vân vân. Bồ Tát khéo biết tà kiến chánh kiến cùng hết thảy các kiến chấp, vì ở nơi các kiến chấp Bồ Tát đã được tâm bình đẳng, nên dù ở trong tà kiến, ở trong thế gian đạo mà thấy được chánh kiến học hết thảy các kiến chấp mà thật chẳng có học. Bồ Tát khéo tu 16 hạnh, khéo biết bốn quả thanh văn và thanh văn đạo,
quả Bích Chi Phật và Bích Chi Phật Đạo dẫn đến quả vị Phật và Phật Đạo. Bồ Tát khéo biết các căn, khéo phân biệt 22 căn, khéo quán căn cơ chúng sanh có lợi có độ, khéo biết các chúng sanh nào đầy đủ các căn thì có thể độ, chưa đầy đủ các căn thì chưa thể độ, vân vân. Bồ Tát khéo biết các căn đầy đủ hay chưa đầy đủ, ví như con chim tự biết hai cánh đó có đầy đủ sức hay chưa có đầy đủ sức, biết hai cánh phải có đầy đủ sức mới có thể bay được. Bồ Tát khéo biết tổng tướng trí huệ của hết thảy chúng sanh, biết người có tập huệ, bao biết các pháp, nhưng sự biết đó chẳng được lâu bền. Biết người có hữu lực huệ là người có trí lực, nếu có trí lực nhạy mà chẳng mạnh, thì cũng ví như con ngựa chạy rất nhanh nhưng chóng mệt. Nếu có trí lực mạnh mà chẳng sắc bén, thì cũng ví như con dao lụt, tuy chẳng rất mạnh nhưng vẫn chẳng chẻ được củi. Người có hân lợi huệ là người có trí lực vừa mạnh vừa nhạy bén. Người có xuất huệ là người ở trong cơn nguy biến mà có thể thoát ra dễ dàng, ở trong phiền não mà có thể tự giải thoát ra khỏi ba cõi chứng nhập niết bàn. Người có đạt huệ là người thốc đạt các sự việc đến chỗ tuổi cùng rốt ráo, ở trong phần pháp mà thốc đạt hết thảy các pháp dẫn đến được lậu tận, được niết bàn, thường trú trong pháp tánh thanh tịnh. Người có quảng huệ là người thông hiểu cả tục lẫn đạo, biết rõ hết các kinh thơ và luận nghị của thế gian, nên ở trong phần pháp mà biết rõ thế pháp vậy. Người có thâm huệ là người quán hết thảy pháp, là vô ngại tướng, vô tướng tướng, bất khả tư nghị tướng. Ở trong thế gian, người được thâm trí huệ cũng có thể biết được các việc từ lâu xa, biết trong cái lợi có cái suy, biết trong cái suy có cái lợi. Người có đại huệ là người có được tất cả các huệ nêu trên. Như vậy nên gọi là đại. Người có vô đẳng đẳng huệ là người ở trong bát nhã ba la mật mà chẳng chấp bát nhã ba la mật, là người đã thâm nhập pháp như, nên chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Người được vô đẳng đẳng huệ là bậc Bồ Tát đã thành tựu đạo pháp đến chỗ bất khả tư nghị, chẳng có ai sánh kịp. Ví như viên ngọc như ý bảo châu tự nó chẳng có định sắc, nhưng nếu đem đặt cạnh vật nào thì nó liền hiện sắc của vật ấy. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật chẳng có định tướng, nhưng vẫn thường tùy theo các pháp mà tác hành. Ví như viên ngọc như ý bảo châu khiến cho sự mong cầu của mọi người đều được thành tựu như ý nguyện. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật khiến người tu mong cầu gì cũng đều như nguyện, dẫn đến người cầu thành Phật sẽ được thành Phật. Bồ Tát khéo biết quá khứ hiện tại và vị lai, biết rõ quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại chẳng trú mà vẫn tùy duyên hóa độ chúng sanh, nên công đức chẳng thể nghĩ bàn được. Bồ Tát thường tu thật tướng pháp, biết rõ các pháp niệm niệm sanh diệt là chẳng có thể biết, nhưng vẫn thông đạt mọi pháp, nên gọi là khéo biết hiện tại. Bồ Tát khéo biết phương tiện tùy thuận chúng sanh, người có phương tiện mới có được các nhân duyên thành tựu được các việc như ý muốn, mới tránh được các lỗi lầm. Ví như người lái buôn nương theo ngựa tốt của ông đại tướng mau đến được, đến nơi đến chốn, chẳng phải chờ đợi các người khác. Cũng như vậy, Bồ Tát nương theo ngựa trí huệ vào thẳng đến nơi niết bàn, chẳng chờ đợi chúng sanh, nhưng vì thương xót chúng sanh mà chẳng trú niết bàn, hội nhập thế gian để hóa độ chúng sanh. Bồ Tát khéo biết thâm tâm của chúng sanh, quán năm căn của chúng sanh từ nơi thâm tâm của họ, biết rõ từng chúng sanh ở trong quá khứ xa như thế nào, họ từ đâu đến, để phương tiện hóa độ họ. Bồ Tát khéo biết các chủng thiện căn ở nơi từng chúng sanh, biết rõ có chúng sanh ở trong hiện tại xấu ác, nhưng xưa kia vốn là thiện. Ví như cha mẹ mắng con, đánh con, tuy có hiện tướng ác mà trong thâm tâm là thiện. Cũng ví như khi Phật độ ba vương uất ba la quận, thì Phật đã quán biết tâm ác của vị ba vương này rất cạn bỏng và thiện căn tiềm ẩn nơi thâm tâm rất sâu dày. Chúng sanh y nơi các pháp mà truy danh để tầm nghĩa. Bồ Tát ở nơi danh và pháp đều vô ngại, nên ở nơi nghĩa cũng được vô ngại. Như vậy gọi là khéo biết nghĩa. Khi đã được nghĩa vô ngại rồi thì sẽ được làm thuyết vô ngại. Như vậy gọi là khéo biết ngữ. Do khéo biết nghĩa và ngữ nên Bồ Tát thường đem ba thừa giáo để giáo hóa họ, để giáo hóa chúng sanh dễ nói phân biệt rõ ràng, khiến chúng sanh được dễ hiểu. Hỏi: vì sao trước nói khéo biết sắc dẫn đến thức, rồi sau mới nói khéo biết ấm giới nhập?
Vì sao trước nói nhân nhân rồi sau mới nói đến nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên tăng thượng duyên? Đáp: vì trước nói hẹp rồi sau mới nói rộng vậy. Phẩm thứ 70, tam huệ, bà huệ. Kính: cái túc bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là bồ tát hành bát nhã ba la mật, sanh bát nhã ba la mật, tu bát nhã ba la mật? Phật dạy: này túc bồ đề, vì sắc tịch diệt, sắc không, sắc hư dối, sắc chẳng kiên cố, nên phải hành bát nhã ba la mật. Vì thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, nên phải hành bát nhã ba la mật. Sanh bát nhã ba la mật là như sanh hư không, tu bát nhã ba la mật là đua các pháp phá hoại. Cái túc bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải hành bát nhã ba la mật, sanh bát nhã ba la mật, tu bát nhã ba la mật trong thời gian bao nhiêu lâu? Phật dạy: đại tu bồ đề từ sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, phải hành bát nhã ba la mật, phải sanh bát nhã ba la mật, phải tu bát nhã ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải dụng tâm thứ lớp như thế nào để hành bát nhã ba la mật? Phật dạy: đại tu bồ đề thường chẳng xa lìa tát bà nhã tâm, giữ tâm chẳng để cho các tâm niệm khác xen vào, như vậy gọi là hành bát nhã ba la mật, là sanh bát nhã ba la mật, là tu bát nhã ba la mật. Nếu chẳng để cho tâm và các tâm sở hiện hành, thì hành đó gọi là hành bát nhã ba la mật, là sanh bát nhã ba la mật, là tu bát nhã ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bồ tát tu bát nhã ba la mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: này tu bồ đề chẳng được vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng tu bát nhã ba la mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: này tu bồ đề chẳng được vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, tu và chẳng tu bát nhã ba la mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: này tu bồ đề chẳng được vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng tu và chẳng phải chẳng tu bát nhã ba la mật sẽ có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: này tu bồ đề chẳng được vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chẳng như vậy thì phải làm thế nào để được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: này tu bồ đề, bồ tát ma ha tát được nhất thiết chủng trí như như tướng. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như như tướng? Phật dạy: này tu bồ đề là như thật tế. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như thật tế? Phật dạy: đại tu bồ đề là như pháp tánh. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như pháp tánh? Phật dạy: đại tu bồ đề là như ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh? Phật dạy: đại tu bồ đề ý ông nghĩ sao, ngã chúng sanh thọ mạng có thể được chăng? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy: đại tu bồ đề, nếu ngã chúng sanh và thọ mạng đều chẳng thể được, thì làm sao lại nói có ngã tánh, có chúng sanh tánh và có thọ mạng tánh? Nếu trong bát nhã ba la mật chẳng nói có hết thảy pháp, thì làm sao nói sẽ có nhất thiết chủng trí? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có bát nhã ba la mật là chẳng thể nói ra được, hay hết thảy pháp đều chẳng thể nói ra được. Phật dạy: đại tu bồ đề, bát nhã ba la mật chẳng thể nói ra được. Đạt ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, hết thảy các pháp hữu vi, vô vi, thành văn pháp, bích chi Phật pháp, Bồ Tát pháp, Phật pháp cũng đều chẳng thể nói ra được. Cái tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều chẳng thể nói ra được, thì vì sao lại nói có các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula dẫn đến có cảnh giới Phật? Phật dạy: này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao, danh tự chúng sanh thật có thể được chăng? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy: này tu bồ đề, nếu chúng sanh là bất khả đắc, thì làm sao nói có cảnh giới địa ngục dẫn đến có cảnh giới Phật? Như vậy bồ tát hành bát nhã ba la mật là phải học hết thảy pháp chẳng thể nói ra được. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bồ tát hành bát nhã ba la mật là phải học sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến phải học nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy:
Này Tu Bồ Đà, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải học rất chẳng tăng chẳng giảm, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng tăng chẳng giảm. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là học sắc chẳng tăng chẳng giảm, dẫn đến học nhất thiết chủng trí chẳng tăng chẳng giảm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, đó là học các pháp ấy chẳng sanh chẳng diệt vậy. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là học các pháp chẳng sanh chẳng diệt? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, đó là học các pháp ấy chẳng khởi chẳng tác các hạnh nghiệp, dù là có dù là không vậy. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là học các pháp ấy chẳng khởi chẳng tác các hạnh nghiệp, dù là có dù là không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, đó là quán các pháp ấy là tự tướng không vậy. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là quán các pháp ấy là tự tướng không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, đó là phải quán sắc là tướng không, phải quán thọ tưởng hành thức là tướng không, phải quán nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn giới dẫn đến ý thức giới là tướng không, quán nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tướng không, phải quán bốn thiền dẫn đến diệt thọ tưởng định là tướng không, phải quán bốn niệm xứ dẫn đến vô thượng Bồ Đà là tướng không. Như vậy, Này Tu Bồ Đà, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải quán hết thảy các pháp đều là tướng không. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đà đều là tướng không, thì làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật được? Phật dạy: Ngài Tu Bồ Đà chẳng hành gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói chẳng hành gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, chẳng thể được, nên là bất khả hành, chẳng thể hành. Người hành, pháp hành và chỗ hành cũng đều là bất khả đắc cả, vì hết thảy pháp đều là hí luận, là bất khả đắc, nên chẳng hành mới hí thật là hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng hành là hành Bát Nhã Ba La Mật, thì Bồ Tát từ khi sơ phát tâm phải hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, từ khi sơ phát tâm đến nay, Bồ Tát phải học pháp không là vô sở đắc. Bồ Tát dùng vô sở đắc pháp mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dẫn đến dụng vô sở đắc pháp mà hành nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp hữu sở đắc, thế nào gọi là pháp vô sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, pháp có hai gọi là pháp có sở đắc, pháp chẳng có hai gọi là pháp chẳng có sở đắc. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì là có hai là có sở đắc, những pháp gì chẳng có hai là chẳng có sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, nhãn và sắc là hai, ý và pháp là hai, dẫn đến vô thượng Bồ Đà và Phật là hai, như vậy gọi là có hai. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ trong hữu sở đắc mà có vô sở đắc, hay từ trong vô sở đắc mà có hữu sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, chẳng phải từ trong hữu sở đắc mà có vô sở đắc, cũng chẳng phải từ trong vô sở đắc mà có hữu sở đắc. Này Tu Bồ Đà, hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng, đó mới gọi là vô sở đắc. Như vậy, ở nơi hữu sở đắc và ở nơi vô sở đắc là chỗ Bồ Tát cần phải học. Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới được gọi là người vô sở đắc, là người chẳng có lầm lỗi. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng hành hữu sở đắc cũng chẳng hành vô sở đắc, thì làm sao có thể từ một điện này lên một điện khác, dẫn đến làm sao có thể đến được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng trú trong hữu sở đắc, để tu từ một điện này lên một điện khác. Vì sao? Vì ở trong hữu sở đắc thì chẳng thể tu từ một điện này lên một điện khác được. Này Tu Bồ Đà, vô sở đắc là tướng của Bát Nhã Ba La Mật, vô sở đắc là tướng của vô thượng Bồ Đà, vô sở đắc cũng là tướng của người hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, vô thượng Bồ Đề bất khả đắc, và người hành Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, thì làm sao Bồ Tát phân biệt các pháp tướng từ sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến vô thượng Bồ Đề?
Phật dạy, đấy tu Bồ Đề khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy sắc thọ tưởng hành thức khả đắc, dẫn đến chẳng thấy vô thượng Bồ Đề khả đắc. Ngày tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật là hành sắc bất khả đắc, dẫn đến hành vô thượng Bồ Đề bất khả đắc, thì làm sao được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến được đầy đủ bát nhã ba la mật, thì làm sao được Bồ Tát vị? Phải vào Bồ Tát vị rồi mới thành tựu chúng sanh, mới thanh tịnh Phật độ, mới được nhất thiết chủng trí. Phải được nhất thiết chủng trí rồi mới chuyển pháp luân, làm các Phật sự để độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử. Phật dạy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng vì sắc mà hành bát nhã ba la mật, dẫn đến chẳng vì vô thượng Bồ Đề mà hành bát nhã ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát vì những sự việc gì mà hành bát nhã ba la mật? Phật dạy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng vì gì cả. Vì sao? Vì hết thảy pháp là vô sở vi, vô sở tác. Bát nhã ba la mật là vô sở vi, vô sở tác. Vô thượng Bồ Đề là vô sở vi, vô sở tác. Bồ Tát cũng vô sở vi, vô sở tác. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật vô sở vi, vô sở tác như vậy. Luận: chúng hội nghe tán thán công đức của bát nhã ba la mật mới rõ được các sự việc, nên rất tôn quý bát nhã ba la mật, muốn có được các lực phương tiện bát nhã ba la mật. Ngài tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của chúng hội nên hỏi Phật: thế nào gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, sanh bát nhã ba la mật, tu bát nhã ba la mật? Vì sao? Vì ngài thường nghe nói phải từ nơi cạn huệ địa mà hành bát nhã ba la mật, khi được vô sanh pháp nhẫn mới gọi là sanh bát nhã ba la mật. Được vô sanh pháp nhẫn rồi mới dùng thiện ba la mật mà huân tu bát nhã ba la mật. Phật dạy, năm ấm là chỗ trói buộc của hết thảy tâm thế gian, niết bàn là tướng tịch diệt. Bồ Tát dùng lực trí huệ bát nhã ba la mật để phá năm ấm tướng, thông đạt đến chỗ rốt ráo không, tức là đến chỗ tịch diệt tướng niết bàn. Từ nơi tịch diệt tướng, Bồ Tát lại trở lại thọ sanh thân với đầy đủ sáu tình, nhưng rồi lại xuất ra niệm tịch diệt tướng. Vì Bồ Tát biết rõ các pháp thế gian là hư dối, là chẳng chân thật. Như vậy là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật vô định tướng, nên là bất khả đắc. Lúc bấy giờ dù có nói hay chẳng có nói, thì các ngôn ngữ đều đoạn, nên biết không là như hư không, nên nói sanh như hư không. Trong hư không chẳng có pháp sanh, cũng chẳng có chỗ sanh. Vì sao? Vì hư không là vô pháp, vô hình, vô xúc, vô tác tướng vậy. Bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Hư không là vô pháp, nên chẳng thể nói là thường hay là vô thường, chẳng thể nói là có hay là không, chẳng thể nói là chẳng phải có hay chẳng phải không. Vì hư không là bất khả đắc nên diệt hết các hỷ luận vậy. Hư không là vô nhiễm, vô chấp, nên chẳng có văn tự nào có thể diễn bày được. Bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Bồ Tát quán các pháp thế gian tựa như hư không, như vậy gọi là sanh bát nhã ba la mật. Bồ Tát được bát nhã ba la mật rồi thâm nhập thiền định, dùng lực bát nhã ba la mật quán thiền cảnh và dùng duyên thiền định phá các pháp tướng. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật xả ly hết thảy các pháp tướng, chẳng chấp hết thảy các pháp vậy. Lại nữa, ở trong chúng hội có nhiều người nghĩ rằng bát nhã ba la mật quá thậm thâm, nên ắt là phải trải qua thời gian tu tập lâu dài mới vào được. Ngài tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của họ, nên hỏi Phật phải tu tập bát nhã ba la mật trong thời gian bao nhiêu lâu. Phật dạy, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải thường tu tập bát nhã ba la mật như vậy. Hỏi, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải tu 10 địa, phải hành 6 pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, cùng hết thảy các thiện pháp. Như vậy vì sao chỉ nói hành bát nhã ba la mật mà thôi? Đáp, vì ngài tu Bồ Đề chỉ thưa hỏi Phật về những gì liên hệ đến bát nhã ba la mật, nên Phật đáp như trên. Lại nữa, bát nhã ba la mật là pháp tối hiện đại, dùng nhiếp hết thảy các thiện pháp. Để khi tu các thiện pháp đó, Bồ Tát đều phải điều hợp với bát nhã ba la mật. Do vậy mà chỉ nói đến bát nhã ba la mật mà chẳng nói đến các pháp khác. Hỏi, bát nhã ba la mật là vô lượng vô hạn, như vậy vì sao chỉ nói tu bát nhã ba la mật cho đến khi tọa đạo tràng mà thôi? Đáp, bát nhã ba la mật dẫn đến chỗ Phật tâm,
Ở nơi đây Bát Nhã Ba La Mật đổi tên thành nhất thiết chủng trí. Lý đi làm một nhưng tên phải đổi khác nên nói Tu Bát Nhã Ba La Mật cho đến khi tọa đạo tràng. Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng có bao nhiêu công đức đều xả, do vậy mà đều vô ngại giải thoát thông đạt được cả ba đời. Hỏi: một cái khảy móng tay có 60 niệm và trong mỗi niệm đều có tướng sanh diệt, như vậy vì sao nói nhất tâm thường niệm nhất thiết chủng trí chẳng để cho các niệm khác sanh mới vào được nhất thiết chủng trí? Đáp: tâm có hai nghĩa, đó là niệm niệm sanh diệt là tâm sanh diệt, niệm niệm tương tục thứ lớp sanh là tâm tương tục, còn gọi là nhất tâm. Vì tương tục thứ lớp sanh nên tuy có nhiều phen sanh mà cũng gọi là nhất tâm. Suốt quá trình niệm niệm tương tục thứ lớp sanh như vậy, Bồ Tát chẳng để cho tâm tham ái xen vào. Vì sao? Vì tâm tham ái chướng ngại Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có tâm tham ái dấy khởi thì phải điền diệt mới chẳng chướng ngại Bát Nhã Ba La Mật. Đây là nói về hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Còn hàng Đại Bồ Tát khi hành các thiện pháp vẫn giữ tâm vô trú, thường hòa hợp các thiện pháp với Bát Nhã Ba La Mật, khiến các tâm niệm khác chẳng thể xét vào được. Hàng Bồ Tát sơ phát tâm ở nơi Bát Nhã Ba La Mật, phần nhiều thường khỏi hí luận và tạp niệm, nên Phật dạy Bồ Tát sơ phát tâm phải thường niệm nhất thiết chủng trí, đừng để các tâm niệm khác xen vào. Có thường niệm như vậy mới khiến tâm chẳng hướng về chỗ khác, dù chết đột ngột cũng chẳng xa lìa nhất thiết chủng trí. Chỗ hành tướng của Bát Nhã Ba La Mật là chỗ các tâm và tâm sở chẳng hiện hành. Hỏi: phàm phu khi vào được vô tưởng định thường sanh về cõi vô tưởng thiên, còn các bậc thánh thường trú nơi hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn, hoặc vào diệt tận định. Khi các bậc thánh vào vô dư niết bàn thì các tâm và tâm sở chẳng còn hiện hành. Như vậy vì sao nói chẳng để cho các tâm và tâm sở hiện hành là hành Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát? Làm thế nào để khiến các tâm và tâm sở chẳng hiện hành được? Đáp: nghĩa điều trên đây thuộc về pháp tiểu thừa, được nói ở trong các kinh A Tỳ Đàm. Nghĩa điều trong pháp đại thừa chẳng phải như vậy, chớ nên dùng nghĩa điều trong các kinh A Tỳ Đàm để vấn đạt về kinh Maha Diễn Đại Thừa. Lại nữa, khi đã vào được vô tướng tam muội rồi thì hết thảy các sắc tướng đều diệt nên là vô tướng. Đã là vô tướng thì chẳng nên nói có sanh tâm và tâm sở pháp nữa. Đây chẳng phải là vô tướng định mà là diệt tận định. Hỏi: ở các chỗ khác nói nhiều về nghĩa vô tướng. Có chỗ nói người vào kiến đế đạo là người được tiến hành và pháp hành, đó là người hành vô tướng vậy. Có chỗ nói người vào vô xác định tuy còn các vị tế tướng khó thấy khó biết cũng được gọi là hành vô tướng. Có chỗ nói người dùng ba giải thoát môn, duyên niết bàn cũng được gọi là hành vô tướng. Như vậy vì sao nói ở nơi vô tướng thì các tâm và tâm sở đều chẳng hiện hành, duyên pháp vô tướng niết bàn mà các tâm và tâm sở còn chẳng diệt, huống nữa là duyên các pháp mà lại có tướng diệt hay sao? Đáp: vào kiến đế đạo chẳng còn có sắc nên nói là vô tướng, nhưng chẳng thể nói duyên pháp vô tướng niết bàn được. Vì sao? Vì Phật tán thán niết bàn là pháp vô tướng vô lượng bất khả tư nghị, cũng tức là pháp vô duyên, nên chẳng thể nói là có duyên được vậy. Hỏi: khi diệt các tướng sắc, các tướng nam nữ vân vân là vào được vô tướng nên chẳng thể nói có tướng niết bàn được, như vậy vì sao nói duyên tướng niết bàn? Khi duyên niết bàn thì hành giả phải chấp tướng niết bàn, phải sanh tâm và tâm sở rồi vậy. Đáp: Phật dạy hết thảy các duyên pháp hữu vi đều là lưới ma hư vọng. Nếu nói duyên pháp niết bàn thì tâm và tâm sở pháp phải là thật pháp. Nếu chẳng chân thật thì chẳng thể thấy được niết bàn. Bởi vậy nên nói niết bàn có tướng có thể duyên là chẳng có hợp lý vậy. Hỏi: Phật thường tán thán niết bàn có ba tướng, vì sao đây chỉ nói đến vô tướng mà thôi? Đáp: cả ba tướng đều là giả danh chẳng thật có, phải lập ra ba tướng niết bàn nhằm phá ba tướng hữu vi. Vì sao? Vì nhằm phá các tướng hữu vi nên nói đến vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt. Còn pháp vô vi chẳng có các tướng sanh khác nên nói là vô tướng vậy. Trước đây đã nói vô sanh là bất khả đắc, nên sanh tướng cũng là bất khả đắc. Phá sanh tướng đến chỗ rốt ráo rồi
thì chẳng cần nói đến vô sanh nữa, vì khi đã ly hữu vi tướng rồi thì vô vi tướng cũng là bất khả đắc, vô vi tướng chỉ là danh tự, chẳng có tự tướng vậy. Lại nữa, Phật pháp là chân thật, là tịch diệt, là chẳng có hí luận. Nếu nói niết bàn có tướng thì tức là nói niết bàn có định tướng, có thể chấp. Nói như vậy thành ra là hí luận. Mà đã là hí luận thì khỏi trách cãi. Khi đã có trách cãi thì có sớt nhuế. Mà đã có khởi sớt nhuế thì chẳng thể được niết bàn vậy. Phật dạy niết bàn là vô tướng, là vô lượng, là bất khả tư nghị, là tận diệt các hí luận. Niết bàn tướng tức là bát nhã ba la mật tướng, nên nói ở đây chẳng có các tâm và tâm sở hiện hành. Ở phẩm trước đã có nói rằng hành bát nhã ba la mật phải ly tâm và phi tâm tướng. Nếu phi tâm tướng là có thì mới nên nạn hỏi: này bát nhã ba la mật, ly cả hai bên nên chẳng nên nạn hỏi vậy. Lại nữa, do vô minh điền đảo và do các tà kiến nhân duyên của từ bao kiếp trước mà nay mới sanh thân người, ở nơi thân này tuy các tâm và tâm sở được sanh ra do các thiện nhân duyên, nhưng tất cả đều chẳng có tự tánh, đều là hư dối, chẳng thật có. Vì sao? Vì có thiện nhân duyên mà nay mới được sanh làm người, làm trời, được hưởng các phước lạc. Nhưng phước cũng như tội đều là vô thường, là hư dối, là chẳng thật có. Bát nhã ba la mật là chân tâm, nên nơi này có các tâm và tâm sở chẳng hiện hành. Ngài tu Bồ Đề chưa hiểu rõ vì sao các tâm và tâm sở pháp chẳng có hiện hành, nên hỏi Phật: tu bát nhã ba la mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: chẳng được vậy. Vì sao? Vì tu mà phải thường tích tập các tâm và tâm sở pháp thì tu như vậy chẳng thể nào được nhất thiết chủng trí, hoặc nữa là chẳng tu. Bát nhã ba la mật là pháp vô vi, hành giả khi vào trong bát nhã ba la mật thường quán thật tướng các pháp. Bởi vậy nên nói còn khỏi tâm chấp có tu hay chẳng có tu đều là lầm lỗi cả. Đây là lý do vì sao Phật trả lời chẳng được vậy. Hỏi: vì sao ngài tu Bồ Đề hỏi đến câu thứ 3, câu thứ 4 mà Phật vẫn đáp chẳng được vậy? Đáp: vì ngài tu Bồ Đề dùng thủ tướng chấp tâm mà hỏi, nên Phật đáp chẳng được vậy. Vì ngài tu Bồ Đề dùng tu và chẳng tu mà nói chẳng tu, chẳng phải chẳng tu là còn chấp tướng. Phải chẳng chấp tướng mà nói chẳng tu, chẳng phải chẳng tu mới là chẳng có lỗi. Bởi vậy nên ngài tu Bồ Đề nêu lên bốn câu hỏi mà Phật đều đáp chẳng được vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi: như vậy phải làm thế nào để được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: ông chưa rõ nghĩa như như, nay ta vì ông nói Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí như như tướng, như là như thật tế. Hỏi: trước đây ngài tu Bồ Đề đã khéo giải về nghĩa như, nay vì sao ngài lại khởi tâm nghi? Đáp: như chẳng có định tướng nên ngài tu Bồ Đề chẳng thể chẳng nghi vậy. Mặc dù khi nghe Phật dạy như chẳng có định tướng, ngài tu Bồ Đề đã được rõ, nhưng vì như tánh quá thậm thâm, có vô lượng nghĩa nên ngài chưa hiểu đến chỗ thấp nghĩa được. Ví như nước sâu nước cạn chỉ là tương đối, cùng một vũng nước mà trẻ nhỏ cho là sâu, người lớn cho là cạn, quan niệm về sâu cạn có khác nhau vậy. Hỏi: vì sao chẳng dùng như để dụ cho thật tế mà lại dùng thật tế để dụ cho như? Đáp: như và thật tế tuy là một, nhưng khi quán có sai khác. Như là thể tánh của các pháp là thật tế, hành giả chẳng nên chấp tâm thủ tướng. Vì Phật biết ngài tu Bồ Đề đã chứng đắc thật tế nên mới dùng dụ nêu trên. Hỏi: thông thường nói pháp tánh trước rồi sau đó mới nói đến như, đến thật tế, này vì sao lại nói pháp tánh sau cùng? Đáp: này Phật muốn nói đến ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh nên mới chuyển pháp tánh ra sau cùng. Lại nữa, khi vào được kiến đế đạo, hành giả trẻ mới thường quán các pháp như. Đến khi vào được vô học đạo mới tận đoạn được các vi tế phiền não, tức chứng định tâm. Ở nơi định tâm mới thông đạt được hết thảy tổng tướng cùng biệt tướng của các pháp, tức là mới thông đạt được pháp tánh. Vì sao? Vì pháp tánh là gốc thanh tịnh của các pháp. Đây là lý do vì sao dùng pháp tánh để dụ cho thật tế. Nghĩa pháp tánh theo pháp đại thừa và theo pháp tiểu thừa có sai khác. Ngài tu Bồ Đề hiểu rõ nghĩa theo pháp tiểu thừa, nhưng ngài chưa được rõ nghĩa theo pháp đại thừa
nên mới hỏi Phật. Phật muốn dùng các sự việc của phàm phu để làm chứng, nên mới nói về ngã tánh, chúng sanh tánh và thọ mạng tánh, khiến ngài Tu Bồ Đề chẳng còn gì để hỏi nữa. Phật phản vấn lại ngài Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ngã và pháp có thể được chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, chẳng thể được vậy. Vì sao? Vì ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàn nên đã đáp như vậy. Bậc Tu Đà Hoàn mà còn thấy ngã và pháp đều bất khả đắc, huống nữa là bậc A-La-Hán. Phật dạy, ông dùng trí độn của hàng tiểu thừa mà còn thấy ngã và pháp đều bất khả đắc, huống nữa là Phật. Phật dùng trí huệ quán ngã và pháp đều bất khả đắc, nên nói ngã bất khả thuyết, pháp cũng là như vậy. Bồ Tát thường hành pháp bất khả thuyết nên mới được nhất thiết chủng trí bất khả thuyết, nên chẳng phân biệt là có hay là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp chẳng có phân biệt, thì làm sao phân biệt nói có các cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh dẫn đến có thánh địa? Phật đáp, chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng có định tướng. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh vân vân chỉ là giả danh tự. Chư thánh tùy thuận chúng sanh nên nói có sáu đạo chúng sanh, mà thật ra chúng sanh là bất khả đắc. Bồ Tát phải như vậy mà học bất khả thuyết bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát phải học hết thầy pháp thì làm sao nói học hết thầy pháp bất khả thuyết? Phật dạy, Bồ Tát học hết thầy pháp mà phải biết các pháp đều là bất tăng bất giảm, do nhân duyên học các pháp bất sanh bất diệt mà Bồ Tát biết được các pháp là bất tăng bất giảm. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thế nào là học các pháp bất sanh bất diệt? Phật dạy là chẳng khởi chẳng hành các hạnh nghiệp, nên có và không đều đoạn diệt cả. Như vậy là chẳng còn có ba cõi, vì phải ly ba cõi mới vào được thánh địa. Chư thánh cầu diệt, phàm phu cầu sanh. Bồ Tát biết rõ các pháp đều là vô sanh vô diệt, nên chẳng hành ba nghiệp, chẳng khởi các hạnh nghiệp tương ương với các pháp. Biết rõ các pháp là vô sanh vô diệt mà vào được vô tướng giải thoát môn, chẳng khởi các hạnh nghiệp là vào được vô tác giải thoát môn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, phải tu phương tiện gì để đến được chỗ chẳng còn tác, chẳng còn khởi các hạnh nghiệp? Phật dạy, Bồ Tát phải thường quán các pháp là tự tướng không, quán sắc là tự tướng không, dẫn đến quán vô thượng Bồ Đề cũng là tự tướng không. Lúc bấy giờ Bồ Tát mới thành tựu được hai việc, chẳng tác chẳng khởi các hạnh nghiệp, ở nơi hết thảy pháp mà vẫn hành được tự tướng không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là tự tướng không, thì làm sao Bồ Tát có thể ở nơi các pháp mà hành bát nhã ba la mật? Phật dạy, chẳng hành mới gọi là hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là bất khả đắc, nên người hành pháp hành và chỗ hành đều là bất khả đắc. Vì các pháp là không nên bát nhã ba la mật là bất khả đắc. Pháp hành bát nhã ba la mật, chỗ hành bát nhã ba la mật đều là bất khả đắc. Vì chúng sanh là không nên người hành bát nhã ba la mật cũng là bất khả đắc. Vì các khí luận bất khả đắc nên nói Bồ Tát chẳng hành mới hít thật là hành bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu chẳng hành là hành bát nhã ba la mật, thì từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải làm sao để hành bát nhã ba la mật? Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật như trên, vì Ngài nghĩ rằng Bồ Tát khi mới sơ phát tâm còn mê muội điên đảo, nên cần phải hành, chẳng thể chẳng hành được vậy. Phật dạy, từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát phải học vô sở đắc pháp, mà chẳng đắc tức là chẳng hành vậy. Bồ Tát dùng các phương tiện để hành bố thí, chỉ giới vân vân, nhưng phải biết rõ hết thảy các pháp ấy đều là bất khả đắc, đều là vô sở đắc pháp cả. Tuy hành bố thí, chỉ giới vân vân, mà biết rõ ở nơi thần tướng thì các pháp ấy đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Dù ở trong có hay ở trong không cũng đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát chú như vậy nên được trí huệ tương ưng với nhất thiết chủng trí. Bồ Tát khi hành bố thí chẳng thấy có mình là người hành bố thí, có người thọ nhận sự bố thí, có tài vật mà mình đem ra bố thí, vì biết rõ các pháp đó đều bình đẳng, đều bất khả đắc, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng hữu sở đắc là thế gian điên đảo, vô sở đắc là niết bàn, nên Ngài hỏi Phật, thế nào gọi là hữu sở đắc và thế nào gọi là vô sở đắc? Phật dạy, pháp có hai là pháp hữu sở đắc, pháp chẳng có hai là pháp vô sở đắc.
Ví như có còn mất và sắc hòa hợp gọi là có hai, vì mất và sắc là hai phép đối đãi vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, khi chẳng thấy sắc thì vẫn có mất, như vậy vì sao nói mất chẳng ly sắc? Phật dạy, này tuy còn mất chẳng quán sắc, nhưng lưu ảnh của sắc đã sẵn có ở nội trần, điều đó cho biết nhãn căn và sắc trần là hai pháp tương đãi vậy. Bởi vậy nên biết rằng hết thảy pháp hữu vi đều do nhân duyên hòa hợp sanh, đã có nhân ắt phải có quả, quả theo nhân sanh nên chẳng có tự tánh, dẫn đến ý cũng là như vậy. Phàm phu do vô trí nên mới phân biệt có thiện có bất thiện, vân vân. Còn người trí biết rõ cả hai pháp đều là hư dối, biết rõ cả hai pháp đều do nhân duyên sanh nên là không, do vậy mà chẳng thấy có hai tướng tương đãi vậy. Vì sao? Vì pháp có hai tướng là pháp hữu sở đắc, pháp chẳng có hai tướng là pháp vô sở đắc. Phật dạy, do có hữu sở đắc mới có vô sở đắc, do duyên các pháp mà chấp có tướng hành đạo nên là hữu sở đắc. Nếu hữu chẳng duyên các pháp chẳng thuộc tướng hành đạo thì vào được rốt ráo không, tức là được vô sở đắc vậy. Phật dạy tiếp, chấp hữu sở đắc, chấp vô sở đắc đều lầm lỗi. Bởi vậy nên ở nơi cả hai việc đó, Bồ Tát thường giữ tâm bình đẳng, dùng vô sở đắc để phá chấp về hữu sở đắc. Khi đã phá xong hữu sở đắc rồi thì cũng phải bỏ luôn chấp về vô sở đắc. Như vậy mới có được tâm bình đẳng ở nơi hữu sở đắc và vô sở đắc vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải phân biệt học như vậy.